Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, dưới tác động của những sóng lạnh nhỏ ở phía Bắc với trường gió Đông Bắc thổi từ tầng thấp lên đến mực 1.500m, vì thế đêm qua và sáng sớm nay cả Bắc Bộ hầu như khá ít mưa, ngoài trời mát mẻ và dễ chịu với mức nhiệt toàn vùng đều chỉ dao động trong khoảng 23-26 độ. Dự báo trong ngày hôm nay, trường gió Đông Bắc của khối khí lạnh vẫn tiếp tục duy trì trên khu vực Bắc Bộ. Vì thế, thời tiết trên các khu vực phổ biến vẫn là trạng thái tạnh giáo, có nắng gián đoạn cả ngày. Nhiệt độ trong chiều nay ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ cũng như phía Tây đều dao động ở ngưỡng từ 29-32 độ. Đối với các tỉnh thuộc miền Trung, thời tiết trong ngày hôm nay có sự phân hóa giữa các khu vực. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay chủ yếu có mưa vài nơi tập trung về chiều tối, còn ban ngày trời có nắng mây đan xen. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở đây dao động từ 30-32 độ. Khu vực từ Quảng Bình xuống đến Quảng Ngãi lại chịu tác động của rãnh mây dông nên trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông vẫn có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh nên người dân cần hết sức lưu ý. Do trời nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực này không cao, phổ biến từ 29-32 độ. Khu vực Nam Trung Bộ bao gồm các tỉnh Bình Định đến Bình Thuận trong ngày hôm nay vẫn có nắng từ sáng cho đến đầu giờ chiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở đây phổ biến từ 32-35 độ. Sau đó về chiều tối, khu vực này sẽ có mưa gia tăng, cục bộ có mưa to. Ở phía Nam, dự báo chiều và đêm nay những cơn mưa dông lại quay trở lại trên cả hai khu vực với nhiều điểm mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa là từ 15-30mm, có nơi cao hơn. Trong cơn dông cần đề phòng với lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do mưa đến sớm nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Nam không cao, nhất là ở khu vực Tây Nguyên với mức nhiệt hầu như đều thấp dưới 31 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ, nhiệt độ duy trì trong khoảng 31-34 độ. Trên biển, trong ngày hôm nay, mưa rào và dông được dự báo sẽ vẫn duy trì trên nhiều vùng biển như khu vực Bắc và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vùng vịnh Thái Lan, khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.